Căn cứ vào tốc độ dân số trung bình những năm gần đây, dự kiến thì trung tuần tháng 4 tới, nước ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu. Trước đó thì vào khoảng cuối năm 2013, dân số Việt Nam cán mốc 90 triệu người và sau gần 10 năm đã tăng thêm 10 triệu người nữa. Khi cán mốc 100 triệu dân vào trung tuần tháng 4 tới, Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong ba quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người. Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức sự kiện dân số đạt 100 triệu người. Hiện Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đang phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng kế hoạch chủ đề, thông điệp chào đón sự kiện này. Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế cho biết: Khi dân số đạt 100 triệu người, Việt Nam sẽ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặc biệt sẽ phải đối mặt với sự mất cân bằng giới tính khi sinh phân bố dân cư và chất lượng dân số